Ai sẽ cố gắng thắng. Thôi bây giờ các bạn có thể có quyền lựa chọn lại. Em chấp anh. Em chấm chấm chấm. Em đấm thôi á. À đồ. What the hell? Nó chỉ đấm với tôi thôi á. À được, nhớ mồm nha. Nhớ mồm nha. Bắn sợ anh chị không nổi à bây giờ. Em bắn lục USB đi. Em bắn M500. Được chưa? Được chưa? Cho nó bắn M500 các bạn. Tôi cho nó bắn M500. Nó chấp tôi đấm thì tôi sẽ chấp nó M500. Anh phun súng. Cho nó công bằng. Chứ bây giờ nó đấm thì làm sao tôi chơi lại đúng không? A few moments later. Ôi các bạn, cày dế cái chi định. Chấp nó cây M500 nó đấy. Không thể nào cho nó đấm được. Ui ôi, thằng này đặt keo nhanh thế. Ui ôi, đúng là pro player khác các bạn. À chạy đây, đâm chết ta. Ui. À nhưng mà anh quên rồi, anh cầm Kala. Ui. Bình ơi, anh cầm Kala, đừng đấm anh. Toàn rồi, thôi cầm Kala cũng được. Nguy hiểm lắm các bạn, mình nguy hiểm lắm, nó chạy nhanh thế. Ơi, đừng ai đu quá, nó kẹp nó đây rồi. Chốt là các bạn chọn Lê Bình nhá. Rồi. Toàn đấy. Hơi toàn đấy các bạn, cay đấy. Thôi. A cay ơi rồi đấy. Hơi bị A cay rồi đấy. Bình nó chạy nhanh thế nhỉ. Ba cái con thổ tả gì mà nó chạy nhanh thế. Nó mang cái con thổ phỉ gì mà nó chạy nhanh các bạn. Rồi. Cầm M500 mà không bắn ấy. Vào đây chết với anh đấy. Chạy vào đấy. À smoke à. Ui nó đấm chết giờ này, chạy nhanh lắm. Chạy đi. Bình ơi, à cay của chị ơi, thì nó đấm chết, chạy đi. À, này bắn kinh không ạ? Bình đi. Ôi! Nó đấm không mình chết anh. Cay thế. Điên lắm rồi. Điên thế nhờ. Điên lắm rồi. Bình ơi, dám xì nhục tôi các bạn, nó cầm sờ mốc ra đây nó ném. Nãy giờ anh thả thôi. Bây giờ anh sẽ bắn thật này. Hơi cay là tôi không cầm con Skyler đấy các bạn. Sao nó chạy nhanh thế nhỉ? Nó chạy nhanh thế. Đấm tôi chết đi các bạn. Chỗ anh vừa mưa nhỏ. Ờ, chạy ra xa. Các bạn cho tôi cái chiến thuật đi. Ôi, chạy, tí tôi à. Chạy đi em, đừng có tới gần nó. Đây. Ui, đặt keo nhanh thế. Ôi, keo lên, chạy đi. Ma đuổi. Thằng Bình đuổi. Đố em bắt được anh đấy Bình. Bình ơi tha anh. Ui kìa, hết đạn nó cái cày gì đấy. Ôi nó kẹt anh ở đây rồi, nó khôn lắm, nó kẹt anh vào đây. Ôi đừng, thả anh ra.
Tôi phải kết hợp bắn nhảy thôi. Thế là bò cuối vào nó đấm chết mình các bạn. Này, đánh như này thì chơi sao lại. Ôi! Hơi cay đấy. Bình ơi, Bình đứng xa anh ra Bình ạ. À, anh em mình làm gì có thân thiết đâu mà cứ đứng gần anh làm cái gì, mình đứng gần cay chí các bạn. Chú dùng 145k lên kỳ tích á. Ôi trời, cháu ơi. Chơi mình thắng thì phải thắng bằng cái thực lực của mình. 145k nói làm cái gì? Bình nó rủ mình chơi GTA 5 mà mình lại chưa ăn cơm. Chết anh ạ. À! Ôi giời ơi, chạy đi. Chết đi. Bình đi rồi. La. Mình ngáp được phát hay quá. Đẳng cấp đấy Bình ơi. Đừng khinh thường anh, nãy giờ anh thả thôi Bình ơi. Cày lắm các bạn, Bình nó dí mình kinh quá. Từ. Chỉnh cái DPI chuột này. Nhưng nó vẫn đúng cái DPI cũ rồi mà tôi hoang mang quá, bắn kinh quá các bạn. À đây này, tôi biết ngay mà, nó về 1400 thì bảo sao. Nãy giờ kéo nó lại toàn đam vàng. Ui, bảo sao Bình ơi. Ra đây. À, nó lấy súng rồi. Nó biết tôi có bản hack 150k, nó lấy súng rồi. Ôi Bình ơi, một viên nhá. Ê, nó ra. Nó không biết là nó bị đánh dấu trên đầu, anh nhìn nó thôi. Bắn bừa không khí đó. Ôi chạy. Ôi Bình ơi tha anh, Bình ơi tha anh. Ui. Này không giống trong bắn tập tí nào cả. Bình tĩnh nha. Ôi nó kẹt rồi, kẹt rồi. Chạy đi. Mốt trận chú cho cháu xin kèo ốt với chú đi, hoặc cháu với chú một đội đấu với Lê Bình cho vui chú. Chết tiệt luôn đấy. Hơi cay đấy. Nó đấm mình chết mấy ván rồi đấy. Hơi cay đấy. Đấm mình hộc có mồm rồi các bạn. Nên nó mà cầm M500 nó chắc là cụ đi chơi lạnh toát. Mày quá. Mày hôm trước không gạ nó kèo 100.000 kim cương, không thì chết. Vỡ mồm đấy các em. Vỡ mồm đấy. Toang rồi. Nay thằng Bình nó tải bản hack 1 triệu à, nó đấm kinh thế. Tay dài, chân dài. Mốt trận chú cho cháu xin kèo ốt với chú đi, hoặc cháu với chú một đội đấu với Lê Bình cho vui chú. Ờ cháu ơi, đấu. Đấu được Bình không vui đâu cháu ạ. Nó bắn ngu người đấy. Giả bot. Sao tôi cứ chạy kiểu này. Nó sợ, nó nấp. Toang rồi.
Toang rồi các em ơi, vỡ mồm rồi, vỡ mồm rồi. Không, chú phải bắn one shot chứ. Mình phải giữ tôn nghiêm nhưng mình có thua mình phải bắn one shot. Không thể bắn MP được. Mua thêm cây chim cọ kiến nữa. Giả bot cũng không được với nó các bạn. Cày, bắn hay thật đấy. Hay thật đấy. Toang đấy. Vỡ mồm rồi. Ai là chơi này, chơi khốn nạn đi các bạn. Đây, cái đời thở nhá, ai lại chơi đấm không bao giờ không. Tí nó đấm tôi tụng đấm nó, tôi cầm Kala các bạn. Bình ơi, anh biết rồi, anh biết em ở đâu rồi. Anh không vào bụi khói này đâu. À. Ui, nó thế rồi. Mấy cái đầu rồi các bạn, tôi sợ quá, nhìn cái đầu thỏ. Ôi, ơi, chạy đây, nó đâm chết đây. Ôi, chạy đâu rồi? Này như ma nhỉ, chạy đâu rồi? Bình ơi, ra đây Bình ơi, ra đây em ơi. À, trong nhà. Tôi là mù, chết rồi. Nói gì? Ê, tôi biết ngay mà.